Hi, xin chào các bạn. Mình tên là Dũng, quản lý hệ thống phần mềm nhập hàng Trung Quốc tại Mona Software. Thì hôm nay mình quay một cái video để hướng dẫn về phần phân quyền của nhân viên kế toán trên hệ thống nhập hàng của Mona phiên bản mới nhất nha các bạn, phiên bản 6.0. Thì đầu tiên mình sẽ đăng nhập vào hệ thống. Là mình sẽ vào một quản trị. Và đây là những cái phần mà nhân viên kế toán có thể thao tác trên hệ thống nha các bạn. Thì nhân viên kế toán thì chủ yếu liên quan đến phần tiền bạc hay là những cái thống kê về đơn hàng của hệ thống thôi nha các bạn. Thì đầu tiên là nhân viên kế toán có thể vào một danh sách nhân viên. Thì ở đây họ có thể kiểm tra được tất cả các nhân viên trong hệ thống của mình, có thể kiểm tra được phần lịch sử giao dịch của họ. Ở đây. Giờ mình quay lại tiếp tục. Hoặc là có thể nạp tiền hoặc rút tiền của họ nha các bạn. Tiếp theo thì nhân viên kế toán có thể theo dõi được danh sách khách hàng của toàn hệ thống nha các bạn. Để kiểm tra được số dư của khách đó hoặc là VIP các thông tin này nọ liên quan đến hệ thống để hỗ trợ admin và manager quản lý hệ thống cho nó ổn định hơn nha các bạn. Tiếp theo về mục đơn hàng thì họ cũng có thể xem được tất cả các đơn hàng của hệ thống như là đơn hàng mua hộ bằng công cụ đặt hàng, đơn hàng mua hộ khác là đơn hàng tạo đơn mua hộ nhưng mà bằng backlink đó các bạn. Tiếp theo là đơn hàng ký gửi, thì đây là danh sách tất cả của đơn ký gửi thì họ cũng có thể theo dõi luôn nha các bạn. Và một cuối cùng là một đơn hàng thanh toán hộ thì họ có thể theo dõi tất cả đơn trong hệ thống luôn nha các bạn. Và cái mục tiếp theo là về mục nạp tiền cá nhân, thì kế toán chủ yếu là liên quan chủ yếu đến mục tiền bạc nha các bạn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà có khách hàng người ta tạo yêu cầu nạp tiền nhưng mà người ta không có tạo lệnh đó, thì họ sẽ báo kế toán tạo lệnh giúp khách hàng đó. Ví dụ như khách hàng Văn Đức này thì bây giờ ví dụ như mình sẽ tạo một cái lệnh nạp tiền, ví dụ như đây. Ở đây thì mình có thể nhập số tiền vào. Giờ mình chọn ngân hàng nạp tiền. Rồi mình chọn trạng thái duyệt hay chưa duyệt nha các bạn. Hoặc mình test thêm cái nội dung ghi chú vào nạp cho khách. Rồi thì mình bấm cập nhật. Thì nó đã thông báo là nạp tiền thành công cho khách đó nha các bạn. Thì mình có thể quay lại cái danh sách khách hàng đó mình kiểm tra, thì số dư của khách nó đã nạp vào nè các bạn là 5 triệu. Tiếp theo là những cái phần tiếp theo của cái phần nạp tiền đó là họ có thể xem được cái lịch sử yêu cầu nạp tiền của toàn hệ thống mà khách hàng người ta gửi vào đây, thì họ có thể duyệt. Ví dụ như mình sẽ kiểm tra cái này là cái ID 72, khách hàng này người ta nạp 5 triệu mà tiền đã vào tài khoản của bên mình rồi, thì bên mình nhờ kế toán vào duyệt nha các bạn. Rồi sau khi duyệt thì nó sẽ báo thành công và tiền nó nạp vào cái ví điện tử của khách đó. Tương tự như cái mục rút tiền nha các bạn, thì cái mục rút tiền nó cũng tương tự vậy. Thì khách hàng sẽ tạo lệnh một cái lệnh rút, sau đó nhờ kế toán vào duyệt. Và tiếp theo là những cái mục thống kê như là doanh thu của đơn hàng. Thì ở đây là thống kê chung tất cả đơn hàng của hệ thống nha các bạn. Ở đây có những cái biểu đồ nữa cho các bạn. Thì cái phần chi tiết ở trên là nó sẽ tổng lại những cái đơn ở dưới đó, nó sum lại cho các bạn. Thì trong cái thống kê doanh thu này thì nó sẽ lấy từ những cái đơn hàng mà đã cọc trở về sau nha các bạn. Những đơn mới nó không tính vào đây. Rồi tiếp theo là mục lợi nhuận mua hộ. Thì tất cả những cái thống kê này mình có thể xuất Excel hết nha các bạn. Ở đây có xuất thống kê nè. Thì lợi nhuận mua hộ là chủ yếu là tính tiền lãi của từng đơn hàng các bạn. Thì công thức của nó là mình sẽ nói với các bạn như là như sau, là tổng tiền hàng trên web cộng phí ship Trung Quốc trừ tiền mua thật cộng với phí ship Trung Quốc thật sẽ ra được cái lợi nhuận của từng đơn hàng. Rồi. Tiếp theo là mục lợi nhuận thanh toán hộ. Thì trong thanh toán hộ thì mình sẽ có thêm một cái phần tỷ giá gốc và cái tỷ giá mình bán với khách. Thì dựa vào sự chênh lệch đó sẽ mình tính được là cái lợi nhuận của từng cái đơn nha các bạn. Tiếp theo là lịch sử thống kê rút nạp tiền. Thì ở đây nó sẽ show ra tất cả những cái lịch sử trong hệ thống của mình nha các bạn. Và tiếp theo là một thống kê về số dư, thì ở đây nó sẽ hiện tất cả
các thông tin tài khoản mà có số dư trên hệ thống mình luôn nha các bạn. Và cuối cùng là cái mục về lịch sử giao dịch của hệ thống, thì những cái thông tin về giao dịch như là nạp tiền, rút tiền hay thanh toán đơn hàng, cọc đơn hàng thì tất cả đều có lưu ở trên cái thống kê giao dịch này các bạn. Và mục tiếp theo là mục quản lý hoa hồng, thì kế toán có thể theo dõi được để quản lý những cái phần tiền hoa hồng như là đơn hàng mua hộ nè, hoa hồng ký gửi nè, hoa hồng thanh toán hộ nè. Thì nếu như mà có trường hợp nhưng mà khách hàng người ta chủ á, là quản trị viên á, admin á, người ta nhờ kế toán vô thanh toán cho những cái tài khoản nhân viên của mình họ được hưởng hoa hồng á, thì họ có vào đây họ có thể thanh toán thì tiền nó sẽ cộng ngược lại ví điện tử của cái nhân viên đó nha các bạn. Và cuối cùng là mục thanh toán xuất kho, thì cái mục này là dành cho kế toán hoặc là admin hoặc là quản lý manager nha các bạn. Thì cái này là khi mà nhân viên kho họ tạo một cái lệnh xuất kho ra thì nó sẽ tạo ra một cái phiên này, thì mình có phải là hãy vào đây mình xem nha các bạn. Thì khi mà hàng về Việt Nam, bên kho sẽ tạo một cái phiên xuất kho để xuất kho giao cho khách, thì nó sẽ nhảy ra cái phiên đó. Thì ở đây thì nhân viên kế toán có thể thanh toán giùm khách hoặc là trường hợp là mình đợi khách thanh toán rồi mình xuất kho nha các bạn. Và ok, thì mình đã hướng dẫn hết tất cả các phần quyền của nhân viên kế toán trong hệ thống rồi nha các bạn. Ngoài ra nếu như mà mình có thêm những cái quyền là hạn nào nữa khác nữa thì khách hàng có thể yêu cầu bên Mona hỗ trợ sự xét thêm những cái quyền mà nhân viên kế toán này có thể làm. Và những cái quyền này hầu như là hiện tại như hệ thống bên mình đang xét cố định như này là hầu như là quyền đã đầy đủ hết tất cả rồi các bạn. Nếu như mà khách hàng của mình có thể hạn chế lại những cái quyền thì báo bên Mona, Mona sẽ hỗ trợ set up lại như các bạn. Rồi thì video hướng dẫn sử dụng phần quyền của nhân viên kế toán của mình đến đây là kết thúc, và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.